là các loại chất khoáng nè, đúng không ạ? Thì đây nó sẽ có đầy đủ hết luôn quý vị nha. Hàm lượng chiết xuất đông trùng hạ thảo ở phía bên trong mỗi viên nang là 525mg một viên. Hiệu quả tốt nhất khi uống một viên một ngày cùng với bữa ăn quý vị nha. Và dinh dưỡng tốt từ đông trùng hạ thảo chính là phù hợp với người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe, phù hợp với người cần bồi bổ sức khỏe, tốt cho người vừa ốm dậy và tốt cho người sau phẫu thuật, đặc biệt là cánh mày râu trong gia đình của chúng ta. Cơ thể khỏe bừng sức sống cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ đây, dịp Tết Nhâm Dần chúng tôi còn có khuyến mãi cho quý vị nữa. Khuyến mãi thì cũng đã có rồi, giá tốt cũng đã có rồi, rồi quà tặng cũng có luôn, quá thích luôn ha. Mình để ý cái thời gian mình đặt hàng thật là nhanh. Có nhiều câu hỏi của nhiều khách hàng đang được đặt ra với tổng đài viên, đó chính là cái nguồn gốc nó ra là sao, rồi nhập hàng về sao, rồi có giao hàng về tới tận nhà tôi hay không. Thứ nhất, có giao hàng về tới tận nhà luôn quý vị ha, nên là mình đặt hàng nhanh để mình chốt đơn nhanh nè. Thứ hai, nếu như nói về cái nguồn gốc xuất xứ thì đây là dòng sản phẩm nhập từ Mỹ, nhập về Việt Nam, và của đó chính là